Tuyết Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có tin tức giúp nhau liên quan đến cộng đồng người Việt trong đại dịch Vũ Hán và tin tài liệu để mở đầu. Tuyết Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin trợ giúp tài chính của Kim Yương Foundation. Kính thưa quý vị, vào sáng sớm của ngày Chủ nhật 19 tháng 4 năm 2020 trong khuôn viên của hãng Pragmatic Tòa Lạc tại thành phố Reston, Virginia, Kimmy Dương Foundation đã tổ chức một buổi phát ngân phiếu trợ giúp cho các gia đình có lợi tức thấp đang lâm cảnh khó khăn và mất việc vì dịch cúm Vũ Hán. Theo bà Kimmy Dương, việc làm ý nghĩa này nhằm mục đích hỗ trợ đến những gia đình người Việt đồng hương vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn lâm vào gia cảnh kinh tế khốn khó vì đại dịch Vũ Hán, Trung Cộng còn gọi là COVID-19. Việc làm phúc lợi này cũng là một trong những sứ mệnh và mục đích của Sáng hội Kim My Dương. Dạ, cái này thì cũng như tất cả mọi người chúng ta ở trong nước Mỹ này biết rằng là nhiều người không có thể đi làm việc được mà khi mà những đối với những người mà có thể vượt phong hôn á, thì là không sao còn có những người không thể vượt được mà họ không có income à, với, với, là income của họ rất là thấp nhưng cái đó nó ảnh hưởng nhiều tới tinh thần và uh, emotion của họ thành ra chúng tôi cũng nghĩ lại nhớ lại nhớ lại hồi xưa mình cũng khủng khó khi không có tiền thành bây giờ nghĩ là giúp cho mẹ anh chị em mỗi người một chút để mà học qua cái cơn hoàn nàn lúc này. đa số mọi người đến sớm lấy số thứ tự đứng đợi trong khoảng cách để chờ vào bên trong của building lập thủ tục nhận chi phiếu. bên trong văn phòng làm việc chúng tôi ghi nhận có bốn thiện nguyện viên phụ trách việc phân phối chi phiếu đặc biệt có sự hiện diện của tiến sĩ Nguyễn Võ Long và bà Kim My Dương. Số gia đình được trợ cấp là 50 gia đình, dựa theo ưu tiên thứ tự nộp đơn, lợi tức thu nhập thấp, đang bị mất việc hay không có việc làm trong lúc nạn dịch cúng Vũ Hán đang diễn ra, và phải là cư dân người Mỹ gốc Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland, Virginia và Washington, D.C chúng tôi không có phân biệt cái cách uh, họ làm việc như thế nào có thể phong nhà hàng có thể ở trong uh, tìm cắt tóc có thể tìm nail. có những người họ làm uh, rất là thấp hỗ trợ Này, nhà già đó họ giữ, uh, giữ người giữ người già đó thì đó, người nào cũng được miễn là income của họ Uh, khoảng 10, 15, dưới 15 hoặc, hoặc 17 ngàn đồng một giờ thì người đó thì tui, chúng tôi support hết. Kính thưa quý vị, số tiền trợ cấp cho mỗi gia đình là 1 000 Mỹ Kim. Sáng hội Kim My Dương Foundation đã tuyển chọn được 50 gia đình. Nhưng vì lý do di chuyển khó khăn nên chỉ có 48 gia trưởng đến nhận. Phần lớn là Uh, form của Kim Mỹ Dương Foundation có vài người support có những người không có cho tên uh, support 3 ngàn có người cho tên cho support 2 ngàn có người cho 100, 100 đấy. thì cũng có những người thấy cái chương trình nó uh, giúp đỡ đồng bào họ cũng sẵn sàng phụ vào trong đóng góp nha yeah. Được biết tổ chức bất vụ lợn Kim My Dương Foundation với sự hợp tác của nhà Việt Nam, hệ thống truyền hình truyền thanh VATV, Việt Washington DC Radio, Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam Hải ngoại, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo cùng nhau phối hợp thực hiện quảng bá chương trình. Thì mỗi năm đó thì có chương trình về học bổng, à, thì học bổng cho những sinh viên học ở những trường. À, năm nay thì cho sáu trường. Uh, trường University of Maryland, uh, Rock Mason University, uh, Virginia Tech, uh, UVA, uh, Nova and Montgomery College. Thành ra đó là những cái trường mà năm nay thì đặng lại cho được ba mươi học bổng, nhưng mà đặng lại là thằng sáu này thì trao giải cho mấy em. Nhưng mà uh, với cái uh, cái virus này thì chưa có 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 quyết định được lúc nào buổi phát chi phiếu tài trợ của chương trình giúp đồng hương Việt Nam lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì nạn dịch cúm Vũ Hán chấm dứt vào lúc 10 giờ 30 sáng cùng ngày. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.